nè quý vị. Con nghệ sĩ Hồng Quang nè quý vị. Bye bye, con chào cô Quang nha cô Quang. Bye cô nha cô. Cô gì sức khỏe cô nhé. Dạ con chào cô. Dạ dạ bye bye cô. Dạ. Chỉ là YouTuber một điều thôi. Cái những gì mà mình đưa lên YouTube là phải có thật. Đúng có thật đúng rồi. Và phải chính xác. Đừng nên nghĩa là làm những cái điều mà nó không đúng với lại sự thật. Giống như đừng nên đưa tên đăng lên YouTube nói rằng Lăng Bạch chết. Coi tụi em đấy. Bây giờ ai đưa lên thì nó không biết, nhưng mà là làm như vậy là không được. Tổn thương tới cái người đưa lên, và cái cộng đồng mạng sẽ không còn tin tưởng những YouTuber của mình nữa. Dạ dạ. YouTuber là phải đúng sự thật. Chính xác 100%. Chính xác. Ok. Rồi, vậy thôi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn. Quý TV xin kính chào cô chú anh chị ạ. Dạ thì kính thưa cô chú anh chị, hiện tại em đang có mặt tại tang lễ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ạ. Dạ. Dạ thì kính thưa cô chú anh chị, thì hiện tại thì phía trước màn hình của em thì có rất nhiều những cô chú anh chị và những người mến mộ cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Quý vị, tại đêm nay là đêm cuối cùng rồi quý vị, thì cũng có rất là nhiều cô chú, những người yêu thương cô đến phía trước cổng của nhà cô, quý vị, cổng của khu nhà ở của cô mà ngồi cũng như là đợi xếp hàng để được vào bên trong mà thắp cho cô nén nhang, quý vị. Đây quý vị, em sẽ quay toàn cảnh bên ngoài cho cô chú mình xem. Phải nói là từ người lớn với tới trẻ em, quý vị, từ tất cả cô chú lớn tuổi đến với những bạn trẻ cũng như là có những em nhỏ nữa, quý vị. Phải nói là quá nhiều luôn, quý vị. Mọi người đều là yêu mến cô. Đêm nay là đêm cuối rồi quý vị. Mai nay thì sáng mai 7 giờ sẽ tiến hành lễ di quan cô, đưa cô về nơi chôn cất tại Hồ Viên Nghĩa Trang Bình Dương nha cô chú anh chị. Đây quý vị, có rất là nhiều người, cũng có rất là nhiều là anh chị YouTuber để đến đây chia sẻ thông tin để cho tất cả quý khán giả mọi người biết và xem trực tiếp tại tang lễ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ạ. Đây là toàn cảnh bên ngoài, em sẽ quay vào bên trong để cho cô chú mình xem. Thì kính thưa cô chú mình chị, thì bên trong hiện tại đang có những nghệ sĩ ưu tú như là Kim Tử Long và cô Hồng Vân nữa quý vị đang ở phía bên trong. Thì tối nay là đêm cuối cùng quý vị, cho nên là có rất là nhiều nghệ sĩ, diễn viên, cô chú anh chị, ca sĩ đến và chia buồn cùng gia đình cũng như là chi ăn đêm cuối cùng bên cô quý vị. Rất là nhiều quý vị. Đây, ở bên ngoài thì có rất là nhiều anh chị YouTuber để mà đến đăng tải thông tin để cho tất cả quý thính giả, những người ở xa không đến được để viếng cô được quý vị. Thì xem trực tiếp trên điện thoại là Facebook, Zalo. Rất là nhiều quý vị. Và nó là một người nghệ sĩ tài hoa như cô, được rất là nhiều quý khán giả yêu mến. Sự mất mát của cô là một sự rất là đau buồn đối với những cô chú anh chị, đặc biệt là những cô chú quý khán giả, những cô chú lớn tuổi thường xuyên coi về bên ngành cải lương, quý vị. Thì không ai mà không biết đến cô, quý vị. Rất là nhiều người yêu mến cô, quý vị. Đây là bên trong chú Thanh Điền. Chú Thanh Điền đang ở phía trước cũng như là tiếp và đón khách, tiếp đón những cô chú anh chị đến chia buồn cùng gia đình, quý vị. Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là một nghệ sĩ có tài có đức. Cô ra đi để giống Lê Thanh Minh Tùng cho gia đình cũng như người hâm mộ. Nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Đêm nay em chắc chắn với cô chú anh chị sẽ có rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng
và những người đồng nghiệp của cô đến cùng với cô đêm cuối cùng quý vị. Đó, mà như cô chú anh chị cũng đã thấy bên trong rất là nhiều ảnh, rất là nhiều người, cũng như có nhà báo phóng viên ở bên trong nữa quý vị. Biết nghệ sĩ nhân dân rồi, không muốn là được rồi nha. À, chú Kim Tử Long và cô Hồng Vân đã vào bên trong, như là viếng cô bên trong rồi vậy. Tí nữa ra em sẽ phỏng vấn cho cô chú mình xem trực tiếp và những lời cảm xúc của chú Kim Tử Long như thế nào, cô Hồng Vân như thế nào khi mà biết đến một thông tin quá đột ngột là một đồng nghiệp, là một người chị đã ra đi rất đột ngột quá vậy. Đó, phía trước là chú Thanh Điền cùng người nhà cũng như là gia đình và tất cả các nghệ sĩ, ca sĩ đến. Đây em sẽ quay lại một vòng nữa xung quanh bên ngoài cho tất cả cô chú mình theo dõi. Đây quý vị, từ anh chị YouTuber đến đăng tải thông tin cho quý khán giả ở nhà được xem. Rồi cũng có rất là nhiều cô chú anh chị, những người yêu mến cô Thanh Kim Huệ đến ở phía trước, cũng như là đến để mà gần gũi với cô ngày cuối cùng quý vị. Em nghĩ sắp tới sẽ có nhiều hơn nữa, nhiều nghệ sĩ và ca sĩ cũng như là những người thân của cô, cũng như là những đồng nghiệp của cô sẽ đến cùng cô những giây phút cuối cùng quý vị. Vì đêm nay không đến là chưa chắc rằng ngày mai sẽ kịp nữa quý vị. Vì là mai là sáng sớm là lễ di quan của cô. Đây quý vị. Đây quý vị, đây là chú Kim Tử Long đang đứng phía trước cuộc trò chuyện dùng cùng với chú Thanh Điền. Chú Thanh Điền đang trò chuyện cùng với chú Kim Tử Long quý vị. Chú Kim Tử Long thì đi xe một mình tới đây quý vị. Vì tình hình dịch bệnh cho nên toàn thể cô chú anh chị mọi người đều đeo khẩu trang quý vị. Đôi khi cũng không có nhận ra là ai, nhưng mà nhìn kỹ mới biết quý vị. Đây là chú Kim Tử Long rồi quý vị. Thì trong kia là hình ảnh của nghệ sĩ Kim Tử Long. Cả nhà có thấy rõ không? Kim Tử Long đang đứng ở cả nhà. Dạ. Chú Kim Tử Long đang gửi những lời chia buồn tới gia đình chú Thanh Điền. Dạ, không biết vào nhé. Phía trước là như là diễn viên Quốc Thuận hay là Minh Thuận gì đó quý vị. Quốc Thuận là anh đóng phim cùng với ca sĩ Lý Hải quý vị. Một phim rất là nổi tiếng. Nghệ sĩ Kim Tử Long nè mọi người.
cả nhà cũng thấy đó, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Kim Tử Long đó. Rất nha. À, vì là do có rất nhiều là anh chị YouTuber đến chia sẻ thông tin cho nên nhiều âm thanh nó hơi bị nhòe, thì mong cô chú anh chị mình thông cảm cho em nha. Chào cả nhà, đã quay trở lại với buổi live của đồng phương cả nhà, những cái đồng thì các đồng được đăng ký kênh và một lần chia sẻ thì cả nhà cùng mình tìm mọi đó, thì cho cả nhà của cả nhà đó là nghệ sĩ Kim Tử Long. Nghệ sĩ Kim Tử Long đang gửi những lời chia buồn tới gia đình chú Thanh Điền ạ. Dạ đúng rồi. Đây là chú Thanh Điền quý vị. Em sẽ quay gần chú Thanh Điền cho cô chú mình thấy rõ nha. Đó, chú Thanh Điền có một vẻ mặt rất là buồn bã quý vị. Chú là vất vả lo hậu sự cho cô trong mấy ngày nay. Chắc em nghĩ thì chú cũng rất mệt mỏi rồi, nhưng mà phải cố gắng để cho chu tròn được cho cô quý vị. Đây là diễn viên Quốc Thuận quý vị. Diễn viên Quốc Thuận đã đến viếng từ lúc sớm, giờ anh ra về đâu quý vị. Thì bên ngoài cũng còn rất là nhiều cô chú anh chị, những người yêu mến cô đứng bên ngoài. Rất là nhiều quý vị, những người yêu mến cô đều đứng phía trước đến bên cô ngày cuối quý vị. Đây là cô diễn viên Hồng Văn này quý vị. Cô nghệ sĩ Hồng Văn này quý vị. Cô đến từ rất sớm, giờ cô ra về quý vị. Bye bye, con chào cô Văn nha cô anh. Bye cô nha cô. Cô gì sức khỏe cô nhé. Dạ con chào cô. Dạ dạ bye bye cô. Dạ thương cô. Cô rất là dễ thương quý vị. Cô cũng đã đến từ rất sớm. Đây là xe của chú Kim Tử Long quý vị. Chú đi một mình xe tới đây thì em sẽ đợi chú để phỏng vấn trò chuyện trực tiếp thôi. Những gì mà mình đưa lên YouTube là phải có thật, đúng con thật đúng rồi, và phải chính xác. Đừng nên nghĩa là làm những cái điều mà nó không đúng với lại sự thật. Giống như đừng nên đưa tên Lâm lên YouTube nói rằng Lâm đã chết. Không, tụi em bây giờ ai đưa lên thì Lâm biết, nhưng mà là làm như vậy là không được. Tổn thương tới cái người đưa lên, và cái cộng đồng mạng sẽ không còn tin tưởng những YouTuber của mình nữa. Dạ dạ. YouTuber là phải đúng sự thật, đúng sự thật, chính xác 100%, chính nghĩa. Ok rồi, cảm ơn mọi người, vậy thôi. Dạ dạ rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Chúc hai chị là kiếm lâm, chị kiếm chị.